Duy Nguyễn xin chào quý vị và các bạn đã trở lại kênh Sếp Đàn Duy Nguyễn. Duy Nguyễn rất vui khi gặp mọi người nha. Thì hôm nay Duy Nguyễn tách cái đàn thùng phím lõm. Đây, cái này là gỗ tẩm lai, mật thông, gốc tốt, tuốt có mặt, nơi cần có đỏ. Rồi, để Duy sẽ test thì phần âm sắc cho cái nhà mình nghe thử. Kêu thùng mọi người nghe thử cái tiếng vang này. Tiếng trép rất đẹp ha. Quý anh em có nhu cầu mua đàn thì liên hệ với Duy Nguyễn nha. Số điện thoại Duy Nguyễn là 0987 994 759. Duy Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại.